đang đi trên đường thấy dì Sáu rồi các bạn. Dì Sáu đang đi mua dây chai nè, chạy lên hỏi làm bạn ơi. Sáu, ăn sáng chưa? Hả, ăn sáng chưa? Chưa. Đi ăn sáng ai? Đi ăn hủ tiếu. Đi ăn hủ tiếu. Đi vô bà Phụng ăn hủ tiếu nè. Vô bà Phụng ăn. Đi. Gặp bà của bà đi ăn sáng luôn à. Để đi vô ghế vô phòng ăn sáng. Gặp bà của bà đi ăn sáng luôn à. Đó. Tướng đi bán dây chai ghê, mua dây chai. Ở trong rồi sao? Vô trong rồi nè. Sáng giờ mua được nhiều chưa? Mua được tiếng rồi. Thì giờ về, về sao mà đi nữa hả? Nãy dắt ra gặp chị Sáu đi ăn sáng, chạy ra đường gặp chị Sáu. Dắt bà đi ăn bún năm chốc. Tên bún lạ không các bạn? Bún năm chốc. Bún ăn rau. Vậy là sáng giờ được 41 triệu phải không? Giờ còn giờ buổi trưa này là đi 41 triệu tức là 82 triệu hả? Ừ. Sáu chưa đi? Ăn đi. Nè nè nè. Sáu rồi đi còn đi mua nữa ăn trước đi. Ăn trước đi, ăn. Giờ nó nấu tiếng nấu tiếng nghe đi. Ăn trước đi. Ăn đi nó quay phim kìa. Bún này không có thịt nha các bạn. Đó. Thịt cá để hòa mẹ vô đây hết rồi. Này phải con chị Hưởng không? Ừ. Đó, tô thịt của mình. Ba biết lời mà không biết ta. Sao con không biết sao không biết? Làm rồi, làm đặt rau cho em một tô cho ngon. Nè là rau vô sao? Thôi không ăn rau. Không ăn rau hả? Ăn bún gì không hả? Ăn bún sao ăn không sao gì sao ngon. Mới đứng vậy để đâu. Ăn gì sao ăn đi. Cái tay bên phim mắc cỡ nữa. Đây cái tô của mình nè các bạn, đó bún ăn với rau nè các bạn, đó tô của mình nè, đó trộn lên là ăn. Đây là bún có tên là bún năm chốc. Bún này đó hồi đó mình có làm cái clip rồi đó, Sáu ăn, Sáu ăn dễ thương rồi. Sao bạn thường sáng mới vừa ngủ dậy chạy ra thấy thì Sáu đi mua cho chai về mà về chuyến rồi giờ đi nữa mà hỏi bà ăn sáng chưa, chạy đây hỏi bà ăn sáng chưa, bà nói chưa ăn, bà đi ăn sáng luôn. Ừ. Ăn mà còn sao mà còn suy nghĩ về chứ nè, mỗi mua giờ chạy cũng chạy đâu mua cho chai cho nó nhiều cho tôi lời nhiều hả? Ngon không? Bún nước mía nữa các bạn. Ăn xong phải ốc tốt nữa. Bà nào lên mạng nha. Bà đó. Ăn rồi thì hát bài bà hát bài kết thúc. Ông thầy ơi cũng ơi. Ăn no rồi. Ăn ngon mới hát cũng được đó.
Rồi tính tiền chưa? Rồi. Tính nào? Mày tính, không tính đâu. Cho Thiếu nghe cho chạy góp đó nha. Rồi, chạy góp. Rồi chúc đi anh. Có bà con lên thì chơi với bà con đi, đi đâu chơi đi lát có gì giờ nè. Tôi từng rồi, tôi cũng ở trên Tân Hương, tôi chơi trên Tân Hương chảnh nè. Mình ai trịnh đi với mấy đứa bạn tôi. Vậy hả? Mấy đứa bạn bên nước ngoài về á, ở bên đường Đầm Đen đó chị. Rồi trái rồi, rồi trái rồi. Ăn no rồi kỳ thôi ta. Ờ, mình kết thúc video ở đây các bạn ơi. Cũ bả đi ăn sáng rồi, giờ bả ăn no rồi, bả nhiều chuyện rồi. Nói gì nói lớn mà. Lớn lên. Nói lớn cho người ta nghe hả? Không nói nghe chưa? Chạy theo vũ đi ăn nè. Rồi. Rồi đi về. Giờ chào quý khán giả. Máy dạ. Bay phút bay. Giờ đi mua tiếp. Giờ đi mua tiếp. Chị về chai của bà đây nè các bạn. Đó. Bà đem theo cái cây đó bà quách người ta hả gì vậy? Chống má.